nay thầy sẽ chữa cho các em đề số 15 trong sách 15 đề. Đề dự đoán số 01. Đề dự đoán số 01. Số 15 trong sách 15 đề. Câu số 1 nhé. Chúng ta sẽ đi. Câu số 1. Cho CH3CO phản ứng với hydro, xúc tác niken đun nóng thì thu được gì? Chúng ta viết ra nhé. CH3 này, CHO này mà cộng với lại hydro này, đúng không? Thì nó tạo thành gì nhỉ? CH3 này, CH2 này, OH, đúng không? Tạo thành CH3 này, CH2, OH. Đấy. Đợi tí xíu. Ok chưa nào? Vậy thì hoàn toàn là tới đây chúng ta sẽ tìm được luôn là thằng CH3 CHO mà phản ứng với lại hydro thì chắc chắn là chúng ta thu được anh gì nhỉ? CH3 CH2OH là đáp án đúng, là đáp án D. Được chưa? Đáp án đúng, đáp án D nhá. Mình sang câu tiếp nhá. Câu số 2. Câu tiếp. Câu số 2. Câu số 2. Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 để giải phóng khí CO2? Thì các em lưu ý này, CaCO3 là muối nhá. Thế thì phản ứng được với muối giải phóng khí CO2 khi vậy? Khi là một thằng axit. Thì thằng CH5OH là nó không phản ứng với lại CaCO3 rồi. Thằng CH3NO2 cũng không, C6H5NO2 càng không. Vậy ở đây mình chỉ có thằng CH3 COOH thì tác dụng với CaCO3 thì tạo thành CH3 COO Ca. Đây. Tất cả hai lần chắc thằng này ít đứa nhìn thấy, đúng không? Cộng với lại H2O cộng với lại CO2. Được chưa? Vậy thì vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Tiếp nhá, mình sang câu tiếp theo. Câu số 3. Câu tiếp theo câu số 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol. Thế ở đây là CH3COOC2H5 hay mình được viết dưới dạng là 1234 C4H8O2 0,15 mol. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn tác dụng với oxy thì thu được khí CO2. Thế ở đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon là sao? 0,15 nhân 4 thì bằng 0,6. Vậy ta tìm được 0,6 mà nhân với lại 2,4. 0,6 nhân 2,4 bằng 13,44 lít. 13,44. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Và chúng ta sang tiếp câu tiếp theo là câu số 4. Cho dãy các kim loại. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là. Cho dãy các kim loại. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Thế thì chúng ta phải nhớ về cái thứ tự nhá. Thứ tự để đo cái loại mà nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Thì chúng ta nhớ rằng là natri thì là dễ nóng chảy đúng không? Sắt cũng vậy, nhôm vậy. Cái thằng mà nóng chảy cao nhất là thằng Wolfram. Mấy thằng này nó làm ở làm sao nhỉ? Làm ở dây tóc bóng đèn. Đáp án đúng, đáp án D. Câu số 5. Dung dịch nào sau đây không tác dụng với FeNO3 lần? Lưu ý từ 0. Thế mình phải nắm được là phản ứng nó như thế nào đã. Đây là bạc cộng, đây là sắt 2 cộng. Thì rất nhiều đứa nhìn tưởng là không nhưng mà thực ra nó có nhé. Ở đây mình có phản ứng là của bạc cộng này cộng với lại sắt 2 cộng để tạo thành bạc cộng với lại sắt 3 cộng. Được chưa? Thế để có tác dụng nên loại A. Được chưa? Sang đáp án B này. BaOH 2 lần cộng với lại FeNO3 2 lần. Thì bản chất ở đây là anh OH trừ tác dụng với sắt 2 cộng nhé. Bản chất ở đây là anh OH trừ tác dụng sắt 2 cộng để tạo thành FeOH 2 lần cộng với lại BaNO3 2 lần. Đấy, FeOH là lần kết tủa. Được chưa? Và thằng này là có kết tủa màu trắng xanh nhé. Thằng này là kết tủa màu trắng xanh nhé. Em nhớ nhé. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta rằng là nhưng mà vậy thì thằng BaOH 2 lần cũng có tác dụng. Được chưa? Đấy, bây giờ sang tiếp này. Thằng MgS4 thì lưu ý là thằng MgS4 thì không tác dụng với FeNO3 2 lần. Được chưa? Vậy đáp án đúng, đáp án C. Thế nhiều đứa bảo là HCl cũng không tác dụng. Thế là sai nhé, HCl có tác dụng, các em nhìn kỹ này. HCl nó có cho chúng ta là H cộng. Trong này có sắt 2 cộng. Trong này có NO3 trừ, rất nhiều bạn hay bị lừa chỗ này. NO3 trừ thì nó sẽ tạo thành gì? Đây,
H cộng và NO3 trừ có tính có xóa mạnh, mình coi như nó là HNO3. Được chưa? Tính xóa mạnh này. Sắt 2 cộng còn tính khử. Vậy sắt 2 cộng sẽ lên sắt 3 cộng. Cộng với lại NO3 thì nó biến thành NO cộng H2O. Ok chưa? Nha. Xong nha. Sang câu số 6. Sang câu số 6. Để xử lý chất thải có tính axit thì người ta thường dùng cái gì? Để xử lý chất thải có tính axit thì người ta thường dùng cái gì? Nào chúng ta cũng lưu ý nhé. Để xử lý chất thải có tính axit thì người ta thường dùng cái gì? Thế chúng ta lưu ý ở đây là tính axit thì xử lý cái thằng có tính axit thì mình phải dùng một cái thằng nào mà có tính bazơ nhé. Xử lý một thằng nào có tính axit thì người ta phải dùng một cái thằng nào có tính bazơ. Được chưa? Thế thì ở đây thì phèn chua là tính axit nó vứt đi rồi. Giấm ăn cũng có tính axit vứt đi rồi. Được chưa? Muối ăn thì chẳng ai đi xử lý chất thải bằng muối ăn để ngâm muối à? Đúng không? Lên muối à? Vứt nốt. Vậy thì ở đây chúng ta là thường dùng là nước vôi. Nước vôi đây. Nước vôi. Tại sao lại vậy? Tại vì nước vôi nó chính là CaOH hai lần. Nhá. Vậy là nó cho chúng ta cái thằng OH trừ. Được chưa? OH trừ vào thì nó trung hòa thành axit. Hơn nữa là thằng nước vôi chúng ta lại cực kỳ rẻ. Thế nên là nước vôi rất hay được sử dụng để xử lý các chất thải nhá. Đấy, bởi vì nước vôi rẻ lắm, đúng không? Đấy thì các em chú ý như vậy nhá. Vừa có tính kiềm rồi rẻ. Ok. Mình sang câu tiếp theo, câu số 7. Protein có phản ứng màu biore chất nào sau đây? Protein có phản ứng màu biore. Thế thì protein là các chuỗi polypeptide liên kết với nhau. Đúng chưa? Thì chắc chắn 100% nó phản ứng màu biore rồi. Và màu biore thì là nó hay phản ứng với thằng nào? Thằng CO2 là, đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Sang câu tiếp theo là câu số 8. Câu số 8. Dung dịch NaOH phản ứng được với dung dịch của chất nào sau đây? Dung dịch NaOH phản ứng được với dung dịch của chất nào sau đây? Thế thì mình biết thừa là NaOH thì không thể nào phản ứng được với KNO3 được, đúng không? Loại. NaOH cũng không thể nào phản ứng được với K2S4 được, đúng không? Loại. NaOH cũng không thể nào phản ứng được với BaCl2 được, loại. Vậy NaOH ở đây chỉ có thể phản ứng với lại NaHCO3. Chuyện thật nhưng mà lại tưởng như đùa. Đây thì viết phương trình chúng ta nhìn nhé. NaOH này, thấy chưa? Cộng với lại NaHCO3. Chúng ta cùng phân tích nhé để chúng ta hiểu bản chất này. Mình có NaOH này thì nó phân ly ra thì nó cho chúng ta cái ion OH trừ. NaHCO3 này thì nó phân ly ra cho chúng ta ion HCO3 trừ. Đấy chưa? Thì OH trừ cộng với HCO3 trừ. OH trừ cộng HCO3 trừ thì tạo thành CO3 2 trừ. Đấy chưa? Nhìn thấy chưa? Nó tạo thành ion CO3 2 trừ nhá. Và cái ion CO3 2 trừ này thì sao nhỉ? Đấy thì nó là tạo thành phản ứng rồi, cộng với H2O. Được chưa? Vậy NaOH phản ứng được với NaHCO3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Sang câu tiếp theo là câu số 9. Câu số 9. Cho các ứng dụng, cho các ứng dụng, những ứng dụng của este là. Cho các ứng dụng, những ứng dụng của este là. Đây, những ứng dụng của este là. À, dùng làm dung môi này. Dùng làm dung môi này. Dùng để tráng gương. Thế este, este thì được dùng làm dung môi, chính xác luôn. Đấy, este rất hay được sử dụng làm dung môi nhé. Dùng để tráng gương thì nó không phải là ứng dụng của este nhá. Este chẳng ai mang este đi tráng gương cả, bởi vì tráng gương là phải sử dụng glucose. Được chưa? Thế là loại nha thằng 2. Nhưng có este tráng gương nhưng không ai dùng este để đi tráng gương cả nhá. Dùng làm nguyên liệu để sản xuất chất dẻo. Dùng làm dược phẩm được. Sản xuất chất dẻo đây là thủy tinh hữu cơ đấy. Sản xuất chất dẻo đây là thủy tinh hữu cơ nhé. Dược phẩm có. Dùng trong công nghiệp thực phẩm có. Dầu chuối, đúng chưa? Vậy là mình có là 1, 3 và 4. Được chưa? 1, 3, 4. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ. B bỏ. À, mình sang câu tiếp theo, câu số 10. Câu tiếp theo, câu số 10. Trong quá trình điện phân dung dịch, lưu ý là điện phân dung dịch nhé. Mình phải phân biệt rõ giữa điện phân dung dịch và điện phân nóng chảy. Đấy chưa? Ở đây đề bài bảo là điện phân dung dịch thì mình phải có này, thầy phân tích này. À, KCl nhá. Thì thằng này nó điện ly ra tạo thành là K cộng cộng với lại Cl trừ, và dĩ nhiên là trong dung dịch thì nó luôn luôn có nước. Thì ở đây thì một cái dung dịch bình điện phân thì nó chia thành hai cực, đúng không? Một cực là K tốt hay được viết tắt là K, một cực là anốt hay được viết tắt là A. Được chưa? Thế thì cực K tốt là nơi K chiông đến. Vậy ở bên cực K tốt này, K chiông đến là K cộng và nước, đúng không? Chúng ta lưu ý rằng là K cộng thì không bị điện phân. Vậy ở đây bên K tốt là điện phân thằng nước. Được chưa? Thế còn anode là nơi anion đến.
anion đến thì gồm có anion Cl trừ và nước, đúng chưa? Đấy, anode nhá. Vậy thì Cl trừ bị điện phân, Cl trừ bị điện phân thì nó biến thành Cl2, nó trừ đi 2E2, được chưa? Thế bây giờ chúng ta xét về là nó thực hiện quá trình gì đã. Bây giờ mình nhìn có hai cách để làm. À, đây mình có này, Cl trừ 1 về Cl0 khử tăng O giảm. Vậy lúc này nó thể hiện là tính khử. Tính khử, được chưa? Nó thể hiện là tính khử thì nó sẽ là quá trình oxy hóa hay là sự oxy hóa. Tính khử thì đối ứng với lại sự oxy hóa, được chưa? Đây là một cách nhá. Còn cách thứ hai, còn cách thứ hai, nhìn anode thì đọc thuộc cho chúng mình như này. Anh ơi chơi không, anh ơi anode oxy hóa chơi không, cathode khử, được chưa? Vậy là cứ anode thì là quá trình oxy hóa và sự oxy hóa, được chưa? Vậy là đáp án đúng chúng ta phải là sự oxy hóa, nhưng nó là ion Cl trừ. Đáp án đúng đáp án D. Đấy, hy vọng là các bạn theo dõi video này thì hoàn toàn có thể hiểu được cái bài này nhá. Chúng ta sang câu tiếp. Câu số 11 nhé. Câu số 11. Đun nóng dung dịch chứa mg glucose. Glucose. Thế thì để làm được cái này thì chúng ta cần phải nhớ một điều rằng là một glucose thì nó tráng hai bạc, đúng không? Thế đây là một glucose thì một glucose là C6H12O6, và chúng ta nên nhớ luôn cái phân tử khối của glucose để chúng ta giải nhanh nhé. Thì một thằng này thì cho chúng ta hai hàng bạc. Được chưa? Chúng ta tìm được số mol bạc luôn này, 16,2 mà chia cho 108, 16,2 gam bạc. không phẩy mười lăm mol. Vậy mình suy ngược là mình có 0,15 nhân 1 chia 2 bằng 0,075. Ok chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được m bằng 0,075 nhân với 180, 13,5 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. D. Ok. Mình sang câu tiếp. Câu số 12. Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo? Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo? Tơ nhân tạo, chúng ta phải thuộc cái tơ này nhá. Tơ nhân tạo chỉ có trong ba cái loại tơ, có tơ thiên nhiên này, tơ nhân tạo này và tơ tổng hợp này, thì mình chỉ cần thuộc mỗi thằng tơ nhân tạo thôi là mình làm được hết tất cả mọi loại tơ nhá. Tơ nhân tạo thì nó hay tương đương với việc là tơ bán tổng hợp. Tơ bán tổng hợp thì các em chỉ cần phải thuộc cái này thôi, là chỉ có là tơ visco, visco và acetat nhá. Mình chỉ cần thuộc nó là visco và acetat là xong. Vậy ở đây cái thằng tơ nhân tạo là tơ visco. Đấy, học cũng rất đơn giản thôi. Mọi chuyện nó rất đơn giản, rất là dễ hiểu thôi. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 13. Tất cả các kim loại sắt, kẽm, đồng, bạc đều tác dụng được với dung dịch này. Tất cả các kim loại này, sắt, kẽm, đồng, bạc thì đều tác dụng được với. Đây, mình nhìn nhá. Sắt, kẽm, nhưng lúc này nó có cả đồng, cả bạc. Thế thì đồng và bạc này không phản ứng với KOH loại. Đồng và bạc không ăn H4 loại, loại không ăn HCl loại. Vậy đồng với bạc chỉ có thể tác dụng với HNO3 loãng, vậy là sắt, kẽm, đồng, bạc thì tất cả đều tác dụng HNO3 loãng, do thằng HNO3 loãng này nó có tính gì? Nó có tính oxy hóa mạnh. B. 13 đi B. Ok. Nào mình sang câu tiếp này. Câu số 14. Câu số 14. Cho dãy các chất. Cho dãy các chất. Đây, dung dịch xác glycerol, alkonetylic, natri acetat. Số chất phản ứng với COH hai lần ở nhiệt độ thường là, thế chúng ta phải hiểu nhé, để tác dụng được với COH hai lần ở nhiệt độ thường thì nó có các điều kiện. Thứ nhất là có thể là thằng axit, bởi vì thằng COH hai lần là bazơ thì nó phản ứng với thằng axit, đúng không? Thứ hai là có thể là có nhóm OH đa kề. OH đa kề là nó hòa tan thằng COH hai lần ở điều kiện thường để tạo thành dung dịch màu xanh, được chưa? Vậy mình có này, saccharose là OH đa kề, glycerol là OH đa kề, alkonetylic không, natri acetat không, đúng chưa? Vậy số chất phản ứng với COH hai lần nhiệt độ thường là 1 và 2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án A. Câu 15. Câu 15. Phương pháp chung để điều chế các kim loại natri, kali, natri, canxi và nhôm là. Phương pháp chung để điều chế các kim loại natri, canxi và nhôm cho công nghiệp là. Thế thì chúng ta nhìn nhá, tất cả bọn này đều là các kim loại đứng trước nhôm trong dãy điện hóa.
và các kim loại đứng trước nhôm cho điện hóa thì không thể điều chế bằng thủy luyện được. Cái này là chúng ta logic rất dễ thôi, bởi vì là natri và canxi và nhôm thì nó đều tác dụng với nước, đúng không? Natri và canxi đều tác dụng với nước ở điều kiện thường. Thế thì nếu mà thủy luyện thì natri canxi vừa tạo thành nó tan trong nước luôn, bỏ luôn nhá, đúng không? Nhiệt luyện cũng không được, tại vì là cả ba thằng này thì đều tác dụng với oxy ngay điều kiện thường, đúng không? Thế thì vừa mới sinh ra phát là tác dụng oxy luôn, đúng chưa? Dung dịch cũng không được, do cả natri và canxi đều tác dụng với nước này. Vậy chỉ có thể là điện phân nóng chảy, đúng không? Và thường là điện phân oxit của nó, được chưa? Đấy nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 16. Câu số 16. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Magie cộng phốt pho. Cái này là nó có đa số đều ở trong phần kiến thức lớp 11 nhá. Magie cộng phốt pho tạo thành magie 5P2. Mình có này, lưu ý này. Lưu ý này, magie nó phải lên magie dương 2. Đúng chưa? Thì phốt pho nó phải xuống là phốt pho từ 0. Thì phốt pho thì có phốt pho trừ 5 không ạ? Mà ở trong này là phốt pho trừ 5 là sai toang luôn ạ. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì phốt pho thì phải phốt pho trừ 3 ạ. Magie cộng phốt pho thì nó lên là magie 3P2 mới chuẩn, tại phốt pho về phốt pho trừ 3. Bởi vì số xóa trừ 3 là số xóa thấp nhất của phốt pho. Đấy chưa? Vậy sai chúng ta là đáp án à, sai à. Còn lại B, anh này nhiệt phân, đúng, muối amoni clorua nhiệt phân thì tạo thành ammoniac cộng HCl. Phốt pho cộng với clo tạo thành PCl3, nó cũng đấy là cộng với clo thiếu. Còn nếu mà cộng với lại clo dư thì nó tạo thành PCl5. FeNO3 hai lần nhiệt phân thì tạo thành Fe2O3, chính xác, cộng NO2 cộng oxy, chính xác. Đấy, xong nhá. Mình sang câu tiếp theo là câu số 17. Câu tiếp theo là câu số 17. Hỗn hợp X gồm. Đây, hỗn hợp X của chúng ta gồm những thằng này. CH3OH C2H5OH C3H7OH và HCOOH. Số mol của CH3OH bằng số mol của C3H7OH. Đây, số mol hai thằng này bằng nhau. Và là chỗ này là A thì chỗ này là A. Được chưa? Cho M gam X mà tác dụng với natri dư thì thu được đây, tất cả X đây, tác dụng natri dư thì thu được số mol hydro bằng 2,24 chia cho 2,4 thì bằng 0,1 mol. Thế bây giờ chúng ta nhìn một chút nhá. Cái anh CH3OH này thì phân tử khối của nó bằng bao nhiêu đã? Bằng 32 đúng không? 32. Đấy chưa? Anh này thì bằng 46. Anh này thì bằng 60. 60. Anh này thì bằng 46. Đúng chưa? Đúng không nhỉ? Chúng ta nhìn kỹ chưa? Vậy là mình có hai này là đều bằng nhau. Được chưa nào? Mình có hai này đều bằng nhau. Nhá. Thế còn lại anh CH3OH và anh C3H7OH này thì nó lại lệch nhau. Đúng chưa? Nếu mà cộng vào chia 2 thì nó chính bằng 2 này. Đúng không? Các em nhìn xem đúng không? Thế bây giờ nhá, chúng ta có cái cách xử lý như sau. Chúng ta có rất nhiều cách làm cho dạng bài này. Cách làm thứ nhất là cách làm đếm ẩn, phương pháp đếm ẩn của chúng mình. Nhìn kỹ nhé, nhìn kỹ xem phương pháp đếm ẩn như thế nào để chúng ta cùng giải xem được không nhá. Còn lại một cái cách nữa là cách làm nhanh hơn. Được chưa? Có hai cách làm ở đây trong này thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta hai cách làm. Được chưa? Cách làm thứ nhất là cách làm đếm ẩn. Đặt A, đặt B, đặt C, đặt D. Đấy, 4 ẩn. 1 2 3 4. Được chưa? Mình có này, một dữ kiện. Và một dữ kiện nữa là A bằng C. Đúng không? Một dữ kiện nữa là A bằng C. Vậy là hai dữ kiện. Được chưa? Hai dữ kiện mà 4 ẩn thì mình được quyền gạch đi. Làm sao cho số ẩn bằng số dữ kiện? Vậy chỉ có hai dữ kiện, vậy mình phải được gạch đi hai ẩn. Mình được quyền gạch đi hai ẩn, nhưng chúng ta phải lưu ý rằng là nó phải bảo đảm bản chất của bài toán. Được chưa? Đảm bảo bản chất của bài toán là như thế nào? Có nghĩa là ở đây nó có điều kiện là A bằng C, vậy thì không được gạch A hoặc không được gạch C, bởi nếu không mất A hoặc mất C thì không còn có điều kiện A bằng C nữa. Được chưa? Vậy mình chỉ được quyền gạch hai ẩn này. Được chưa? Vậy lúc này bài toán chúng ta rất đơn giản, mình có hệ A bằng C và nhá, đây là nhóm OH này. Đúng không? Một thằng CH3OH thì sinh ra 1/2 hydro. Đúng không? Vậy là 0,5A cộng với 0,5C thì bằng 0,1. Được chưa? Vậy đến đây chúng ta giải hệ thôi. 1 bằng trừ 1 bằng 0 bằng 0,5 bằng 0,5 bằng 0,1 bằng. Đấy, A bằng 0,1, C cũng bằng 0,1. Đấy, thằng này bằng 0,1. Thằng này bằng 0,1.
Đấy chưa? Thế thì cả hai bọn đấy đều bằng 0,1, vậy thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm được khối lượng luôn đúng không? Ta lấy 0,1 nhân 32 cộng với 0,1 nhân 60 bằng 9,2 gam. 9,2 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, 9,2 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Thấy dễ không? Thấy dễ không ạ? Thế nghĩ là với cái phương pháp này thì cân được rất nhiều câu nhá. Kể cả câu trong đề minh họa 2020, chúng ta có một câu khá khó trong đề minh họa 2020 cũng cân được bằng cách này. Mà rất nhiều bạn nghĩ rằng là không giải được, nhưng với phương pháp này của chú Bình thì giải được nhá. Cái phương pháp này là phương pháp rất là bá đạo, chuyên giải những cái câu lấy 8 điểm trở lên. Thế các cháu cần phải chú ý để mà theo dõi kỹ nhá, cái phần phương pháp này nhá. Còn là nếu mà không thì thầy hướng dẫn qua là các em có thể sử dụng phương pháp quy đổi để giải cái phần này. Được chưa? A bằng C rồi thì quy đổi luôn. Thằng này là 60 cộng 32 thì bằng 46, thì quy đổi toàn bộ bọn này thành là đều có phân tử khối trung bình là bằng 46. Xong giải ra thì tìm ra được số mol OH trừ bằng 0,2 thì cũng ra được bằng 9,2 nhá. Câu 18. Câu số 18. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Cho mẫu đá vôi và ống dịch giấm ăn thấy sụt bọt khí. Chúng ta vừa mới viết cái phương trình đó xong. Đây. Đây, đá vôi này vào giấm ăn này, đúng là sụt bọt khí thật, và khí ở đây là khí CO2. Hoàn toàn chính xác nhá. Thế mà đây lại bảo là không thấy sụt bọt khí, tí chết. Không thấy sụt bọt khí phải nó là sai rồi. Đây hỏi đúng cơ. Bỏ A. Cho kẽm vào dung dịch giấm ăn, không có khí thoát ra. Sai lè, đúng không? Kẽm vào dung dịch giấm ăn thì nó sẽ xảy ra phản ứng như thế này. Kẽm này ZN vào với lại CH3COOH thì nó xảy ra phản ứng tạo thành CH3COO tất cả hai lần ZN cộng với lại H2. Được chưa? Đấy thì có sủi bọt khí chứ ạ. Là sủi bọt khí là khí hydro luôn nhá. Vậy là B cũng sai, bỏ không là sai. Giấm ăn làm quỷ tím chuyển thành màu xanh, sai lè. Giấm ăn có tính axit và làm quỷ tím chuyển thành màu đỏ. Giấm ăn làm quỷ tím chuyển thành sang màu đỏ, chính xác. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D. Câu số 19. Cho các phản ứng hóa học sau, số phản ứng mà tạo ra chất khí nhá. Câu số 19 này, cho các phản ứng hóa học sau, số phản ứng tạo thành chất khí khi tác dụng với NaOH là khi tác dụng với cho các phản ứng hóa học sau. À, đây là hỏi là chất khí, nhưng chất khí này là phải tác dụng được với dung dịch NaOH cơ. Ui giời, điều kiện kinh đấy nhá. Này, FeS2 cộng với HCl thì tạo thành H2S cộng FeCl2. Khí là khí H2S. H2S là axit thì tác dụng được với NaOH một chảo, đúng không? Một chảo. KClO3 nhiệt phân thì tạo thành Cl2 khí cộng với lại đúng nhỉ? Sai. KClO3 sorry, nhiệt phân tạo thành O2 cộng với lại KCl. Thấy chưa? O2 thì không tác dụng với NaOH. NH4NO3 mà cộng với lại NaOH thì tạo thành NH3 là khí cộng với NaNO3. Đấy chưa? Thì có khí NH3, NH3 không tác dụng với NaOH. Loại nốt. Cu cộng H2O4 đặc thì tạo thành CuSO4 cộng với SO2 cộng với H2O. Thì SO2 là oxit acid, và oxit acid thì tác dụng với NaOH. Có KMNO4 cộng với HCl thì nó tạo thành khí là khí Cl2. Và Cl2 thì chắc chắn có phản ứng với NaOH. NaCl rắn cộng với lại H24 thì nó tạo thành khí đặc đấy, thì tạo thành khí HCl. Và HCl thì chắc chắn nó phản ứng với NaOH. Vậy muốn làm được câu này thì chúng ta phải làm sao? Nắm vững được cái gì? Chúng ta phải nắm vững được gần như là hầu hết các cái phần tính chất hóa học và các phương trình hóa học nhá. Đây là kiểm tra là chúng ta có hiểu bản chất hóa học và nắm vững được phương trình hóa học hay không. Thì mình có là số phản ứng tạo chất khí là 1, đúng không? 2, 3, 4, 4 phản ứng. Đáp án đúng là đáp án C. Đáp án đúng là đáp án C. Mình sang câu tiếp, câu số 20. Câu số 20. Nhiệt phân hoàn toàn KNO3. KNO3 mà nhiệt phân thì thu được KNO2 cộng với oxy. Được chưa? Đây là 1/2. Thế ở đây chúng ta tìm được số mol của KNO3 là 14,14 chia cho 39 cộng 62. 0,14 mol. 0,14 mol. Anh này là 0,14. Đây. Vậy suy ra 0,14. Vậy chất rắn chúng ta là thằng KNO2 là 0,14. 0,14 này nhân với 39 cộng với 14 cộng với 32 bằng 11,9. 11,9. 11,9, vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án A. Ok.
Mình sang câu tiếp nhá. Câu số 21. 21 tóm tắt đây đây đã. Nhỏ từ từ vê lít dung dịch chứa. Đây là chú ý là nhỏ từ từ nhá. Ghi lại cái từ chốt, từ từ. Vê lít dung dịch chứa BaOH 2 lần. Chúng ta tìm từ số mol của BaOH bằng 0,5 nhân V bằng 0,5V. Và dung dịch chứa X mol gồm có NaHCO3 là X mol và BaCl2 là Y mol. Được chưa? Đây, biểu diễn sự phụ thuộc giữa số mol kết tủa và thể tích dung dịch BaOH là số mol kết tủa và thể tích. Đây, biểu thị giữa số mol kết tủa và thể tích dung dịch là. Đây, biểu thị đồ thị đây. Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ chưa? Thế vậy ở đây này, ở đây này, muốn làm được thì chúng ta phải hiểu là bản chất của cái phản ứng này nó xảy ra là như thế nào nhá. Bản chất của cái phản ứng này nó xảy ra là như thế nào. Mình phải hiểu cái bản chất thì mình mới làm được. Còn nếu không là mình không thể nào làm được. Được chưa nào? Thế đây ta có nhá. Ở đây ta có này, nhìn kỹ này. Bản chất đầu tiên là cái thằng BaOH 2 lần này nó sẽ tách ra cho chúng ta hai cái ion nhá. Ion đầu tiên là ion Ba2+. Ba2+ là 0,5V và ion OH- là 0,5V nhân 2 là V. Được chưa? Trong này anh NaHCO3 và BaCl2 cho ta hai cái ion. Ion đầu tiên là ion HCO3- là X mol và ion thứ hai ion Ba2+ là Y mol. Được chưa? Thế thì đầu tiên nó sẽ là OH- ăn với lại HCO3-. Được chưa? Đầu tiên nó sẽ là phản ứng của OH- ăn với lại HCO3-. Được chưa? Được chưa nào? Đây, đây là giai đoạn 1. Đây, OH- ăn HCO3- để tạo thành CO3-2-. Và ở giai đoạn 1 này thì CO3-2- thì nó ăn tiếp với gì? CO3-2- nó ăn tiếp với Ba2+. Ba2+ để nó tạo thành BaCO3. Được chưa? Đây là giai đoạn 1. Được chưa? Giai đoạn 1 là đến cái vị trí là 0,1 và 0,1 này. Nhá, giai đoạn 1 là đến cái vị trí là 0,1 này và 0,1 này. Ok. Ok chưa nhỉ? Thế thì ở đây này, ở cái giai đoạn 1 này chúng ta nhìn thấy này, kết tủa của chúng ta là BaCO3 đúng không? Đấy thì mình có là V là 0,1. Đấy, tại vị trí là V là 0,1. Thế thì ở đây chúng ta tách cái giai đoạn 1 ra. Đây, đây là giai đoạn 1. Đây đặt ở vị trí số 1 đúng không? Ở vị trí số 1 thì mình có. Ở vị trí số 1 thì mình có. Ở vị trí số 1 thì nào đây. Đây, ở vị trí số 1 thì mình có. Là đầu tiên là anh BaOH 2 lần. Nó là 0,1. Vậy thì số mol của nó là bằng 0,1 nhân với 0,5 thì bằng 0,05. Đúng chưa? Cộng với lại NaHCO3 là X và BaCl2 là Y thì nó tạo hết thành kết tủa BaCO3. Đúng chưa? Nó tạo hết kết tủa CO3. Vậy thì lúc này là ở cái giai đoạn 1 này thì mình chưa làm ăn được gì. Đúng không? Chưa làm ăn được gì ở cái giai đoạn 1 này, chưa làm ăn được gì. Bây giờ mình sang cái giai đoạn 2 nhá. Giờ mình sang cái giai đoạn 2 này. Đừng để ý cái giai đoạn 1 nhiều. Giờ mình sang cái giai đoạn 2. Giai đoạn 2 này. Ở cái giai đoạn 2 này thì chúng ta để ý sau. Ở cái giai đoạn 2 này chúng ta để ý sau này. Đây là giai đoạn 2. Lúc này kết tủa mắc. Đúng chưa? Nhìn kỹ chưa? Lúc này kết tủa mắc nhá. Kết tủa mắc là lúc này là toàn bộ nó tạo hết thành BaCO3. Được chưa? Kết tủa mắc là lúc này toàn bộ nó tạo thành BaCO3 nhá. Và toàn bộ nó tạo thành BaCO3 thì thầy viết lại cho chúng ta nhìn. BaOH 2 lần này. 0,5V, 0,5 nhân với 0,3 bằng 0,15 này. Được chưa? Cộng với này NaHCO3 này là X này, BaCl2 này là Y này, tạo thành kết tủa là kết tủa BaCO3 này. Thì có phải là do là kết tủa mắc nên toàn bộ thằng HCO3 trừ bị kết tủa hết rồi. Và số mol kết tủa bằng 0,2. Vậy X bằng 0,2 luôn. Được chưa? X bằng 0,2 luôn nhá. X bằng 0,2 vậy loại A, loại D. Được chưa? Được chưa? Thế mà tiếp tục là mình có này. Ở đây mình tìm được số mol của OH- của chúng ta bằng 0,15 nhân 2 bằng 0,3. Đúng không? Số mol OH- bằng 0,3. Được chưa? Thế thì số mol của OH- bằng 0,3. Rồi, vậy đến đây chúng ta đi bảo toàn. Đi bảo toàn bari. Được không? Chúng ta bảo toàn bari được không? Được. Bởi vì là lúc này là kết tủa hết thì trong dịch thì chúng ta còn tồn tại thằng nào nữa? BaCO3. Đúng chưa? Và Na. Và Na gì? Và Na.
Cl đúng không? Thì đến đây mình đi bảo toàn bari này. Bảo toàn bari thì mình được này, 0,15 cộng với lại y thì bằng 0,2. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được y bằng 0,2 trừ 0,15 thì bằng 0,05. Vậy y của chúng ta thì bằng 0,05 nhá. Y của chúng ta bằng 0,05 và x của chúng ta thì bằng 0,2. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B bò. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò nhá. Rất là dễ. Câu số 22. Câu số 22. Trong các polymer sau, các polymer là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là. Đấy, cuốn sách này của chúng mình là ra đời trước khi thi đề minh họa. Nhưng các cháu nhìn xem những cái câu này nó rất là giống hay là rất là trùng với đề minh họa nhá. Nào chúng ta có này. Câu tiếp theo này, câu số 22. Câu tiếp theo, câu số 22 là đề bài hỏi chúng ta là trong các polymer sau, polymer nào là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng? Trùng ngưng nhá. Trùng ngưng này. Chỗ này chúng ta phải nhớ nhiều rồi. À, polymethyl mes acrylat là đi từ mes acrylat, không nhớ thì mình phải viết được ra. Đây là polymes acrylat COOCH3 đúng chưa? Thằng này có nối đôi CC thì nó phải là trùng hợp nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành tơ đây. Đây tơ của nó đây. C này. COOCH3. Đấy. Được chưa? N lần. Nhá. Vậy thì thằng này là trùng hợp chứ không phải trùng ngưng, bỏ 1. Vậy những cái thằng nào có 1 thì nó không phải là trùng ngưng. Bỏ A, bỏ B, bỏ D, xong. Vậy nó chỉ còn 3, xem nhá. Polystyrene cũng là trùng ngưng. À cũng là trùng hợp, bỏ. Đây, polystyrene C6H5 CH nối đôi CH2. Đây, có nối đôi CC. Vậy nó là trùng hợp, bỏ nhá. Nylon 7 là trùng ngưng, được chưa? Nylon 66 cũng là trùng ngưng. Nylon 7 là trùng ngưng thằng omega omega amino enantoic. Còn nylon 676 là trùng ngưng thằng acid adipic với hexamethylendiamine. Còn polyvinyl acetate là trùng ngưng. Được chưa? Polyvinyl acetate là trùng ngưng rồi. Vậy ở đây mình có là 3 4 5. Vậy đáp án đúng là đáp án C nhé. 3 4 5 đáp án đúng đáp án C. Mình sang tiếp nha. Câu tiếp theo là câu số 23. Câu số 23. Cho dãy các chất, số chất trong dãy có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom là. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom là. Yêu cầu ở đây là có khả năng chứ không phải là trong điều kiện thường. Có nghĩa là khả năng nào cũng khả năng làm mất màu dung dịch nước brom. Thế thì thứ nhất là metan thì nó có phản ứng với brom không? Thì có, nhưng nó ở điều kiện ánh sáng xúc tác mà nó không phải gọi là mất màu được. Ý người ta bảo mất màu dịch nước brom là gì? Ý là brom này là brom hòa tan trong nước, có nghĩa là nó thực hiện phản ứng cộng ạ. Vậy thì ethylene là có là mất màu. Ethylene đây, CH2 nối đôi CH2, có nối đôi CC, có mất màu. Acetylene CH nối 3 CH có mất màu, đúng không? Etan không, metan không. Ancol anilic nhé, ancol anilic là cháu này này. CH2 nối đôi CH, CH2OH thì có mất màu. Được chưa? Acid acrylic, acid acrylic là cháu này. C, COOH cũng là mất màu. Được chưa? Glycerol được không? Vậy mình có những thằng nó mất màu này. Ethylene là 1, acetylene là 2, ancol anilic là 3, acid acrylic là 4. 4 thằng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 4. Câu 24. Câu 24. Thực hiện thí nghiệm theo thứ tự sau. 24 thực hiện thí nghiệm theo thứ tự sau. Dạo gần đây đề thi trung học thông quốc gia rất thích những cái kiểu câu như thế này. Rất thích những kiểu câu như thế này nhá. Câu 24. Thực hiện thí nghiệm theo thứ tự sau. Thực hiện thí nghiệm theo thứ tự sau. Cho một vài giọt phenol phthalein vào ba ống nghiệm chứa nước được đánh số thứ tự 1 2 3. Vào ống nghiệm thứ nhất chứa mẫu natri nhỏ bằng hạt gạo. Thế thì vào ống nghiệm thứ nhất này thì natri sẽ làm sao nhỉ? Ở cái ống nghiệm số 1 nhá, thì natri này sẽ tác dụng với nước để tạo thành NaOH. Và làm sao nhỉ? Ống nghiệm sẽ có màu, dung dịch trong ống nghiệm sẽ có màu hồng, bởi vì phenol và phthalein là tác dụng với lại nó là chất chỉ thị của thằng kiềm mà, kiềm bazơ mà, nó cho ta màu hồng. Được chưa? Cho vào ống nghiệm thứ hai một mẫu magie. Ống nghiệm thứ hai một mẫu magie thì chú ý là magie thì không tác dụng với nước ở điều kiện thường ạ.
không tác dụng nước điều kiện thường nên không hiện tượng gì. Cho vào ống nghiệm thứ 3 một mẩu nhôm đã được đánh sạch. Ống nghiệm thứ 3 mẩu nhôm đã được đánh sạch thì phản ứng nó hơi xảy ra một tí, có sủi bọt khí ở trên ống nghiệm của nhôm, nhưng mà sau đó cũng không có hiện tượng gì hết. Được chưa? Để yên một thời gian rồi lần lượt đun nóng. Đun nóng thì nó mắt thì nó phản ứng tôi vẫn màu hồng. Còn MgO với H2O, Mg với H2O thì cũng không hiện tượng gì. Được chưa? À, mặc dù là gọi là Mg có tác dụng với nước ở nhiệt độ 40 đến 50 độ C, nhưng mà cái điều kiện phản ứng đấy phải là cho thằng Mg nhúng thử qua qua đã Mg đã bị nung nóng rồi cơ. Mg đã bị nung nóng rồi. Được chưa? Cho vào nước thì nó mới tác dụng, chứ không có chuyện là thả Mg vào trước nó tác dụng với nước là sai. Được chưa? Thế vậy ở đây này, sau khi đun nóng hai ống nghiệm chuyển sang màu hồng, không phải, sai. Chỉ ống nghiệm thứ nhất có dung dịch màu hồng sau khi đun nóng, chính xác. Trước khi đun nóng không có ống nghiệm nào màu hồng, cái này sai. Ống nghiệm thứ ba trước khi đun nóng không hiện tượng gì, sau khi đun nóng dung dịch chuyển màu hồng cũng sai nốt. Vậy đáp án này chúng ta chỉ có đáp án B, và rất nhiều bạn có thể nhầm ở đây nhá. Rất nhiều bạn là cứ nhầm là magie tác dụng với nước ở 40 đến 50 độ C là toang, bởi vì để magie tác dụng với nước ở 40 50 độ C thì không phải là thả magie vào nước rồi đun nóng lên 40 đến 50 độ C mới phản ứng ạ. Sai ạ. Thí nghiệm chuẩn ở đây phải là cho cái thằng magie đấy vào trong cái muỗng này, xong rồi đưa lại gần cái thằng ngọn lửa đèn cồn này, cho magie nóng chảy ra, bắt đầu có cháy rồi bắt đầu thả vào nước thì lúc này magie cháy mãnh liệt hơn ạ. Nhá. Cả nhà nhớ chưa? Đấy. Mình sang câu tiếp. Câu số 25. Nghe vẻ khó đấy. Câu số 25 bắt đầu là khó khó rồi, đúng không? Câu số 25. Cho sắt tác dụng với oxy. 25 cho sắt tác dụng với oxy. Dịch sang đây. Khó phết. Đây nó có cái. Cho sắt tác dụng với oxy một thời gian. Fe này. Fe tác dụng với oxy một thời gian thì thu được hỗn hợp chất rắn. Với chỗ hỗn hợp chất rắn ta là Fe này, FeO này, Fe2O3 này, Fe3O4 này, 14,64. Hòa tan hoàn toàn X trong dịch H2O3, chúng ta tìm được số mol H2O3 bằng 0,2 nhân V thì thu được dung dịch Y chỉ chứa muối và khí NO. Chúng ta tìm được khí NO bằng 1,344 chia cho 2,4 bằng 0,06. Được chưa? Cho dung dịch NaOH dư vào Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thì thu được 20,94 gam kết tủa. Thì thu được 20,94 gam kết tủa. Với kết tủa ở đây chúng ta chắc chắn 20,94 gam kết tủa. Nhá. 20,94 gam kết tủa. Thế thì ở đây chúng ta có rất nhiều cái giả sử xảy ra như thế này, bởi vì ở đây là không nói là H2O3 dư hay không. Thế nên dung dịch Y của chúng ta là có thể tồn tại Fe2+ hoặc cũng có thể tồn tại Fe3+. Thế thì Fe2+ hay Fe3+ để tác dụng với NaOH dư thì có thể tạo thành là kết tủa FeOH2 lần hoặc FeOH3 lần. Bây giờ mình muốn biết là bên trong thằng này tồn tại sắt 2 hay sắt 3 hay là cả hai thì mình phải thử thế này. Nếu mà là sắt 3 thì mình lấy là số mol nó phải tròn 20,94 chia cho 56 cộng 17 nhân 2. Không có tròn. Đúng chưa? Nếu mà là sắt 3 thì 17 nhân 3 cũng không có tròn. Vậy điều này chứng tỏ cái kết tủa này chúng ta là gồm cả sắt 2 và cả sắt 3. FeOH2 lần và FeOH3 lần. Vậy suy ra bên trong cái dung dịch Y của chúng ta là nó phải tồn tại cả sắt 2 và cả sắt 3. Sắt 2 cộng và sắt 3 cộng. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đấy nhá. Trong dung dịch Y chúng ta tồn tại cả sắt 2 và cả sắt 3. Vậy ở đây chúng ta đặt số mol FeOH2 lần là A, FeOH3 lần là B. Vậy thằng này là A, thằng này là B. Mình đã có một mối quan hệ luôn. Mình có một mối quan hệ luôn. Một mối quan hệ ở đây luôn. Là gì nhỉ? 56 cộng 17 nhân 2 bằng 90. 90A cộng với 56 cộng 17 nhân 3 107B thì khối lượng nó bằng là 20,94. Ok chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp tục ta có này. Đấy là xong một cái. Thứ hai này, bây giờ mình phải quy đổi thôi. Hoàn toàn chỗ này mình phải quy đổi nhá. Quy đổi cái hỗn hợp này là về Fe này và oxy. Fe và oxy. Đúng không? Mình quy đổi cái hỗn hợp này về Fe và oxy thì có phải là mình có bảo toàn sắt thì nó là sắt đây là A cộng B không?
Được chưa? Còn oxy ở đây thì mình phải đặt số mol nó là C0. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có khối lượng là 56A cộng với 56B cộng với 16C thì bằng 14,64. Được chưa? Cái cuối cùng là bảo toàn electron. Sắt này là sắt 0, A mol lên sắt 2. Vậy là 2A, bảo toàn E nhá. Sắt 0 lên sắt 3, B mol lên sắt 3, vậy là 3B. Được chưa? Tiếp tục này, oxy 0 về oxy trừ 2, vậy là bằng 2C cộng với nitơ là nitơ dương 5 về nitơ dương 2. Được chưa? Dương 5 về dương 2, 5 trừ 2 bằng 3. 3 nhân với 0,06. Ok? Cả nhà hiểu không nhỉ? Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ tìm ra được ABC. 1, 3, 90 bằng 107 bằng 20, 0 bằng 20,94 bằng 56 bằng 56 bằng 16 bằng 14,64 bằng 2 bằng 3 bằng trừ 2 bằng 3 nhân 0,06 bằng. Đấy, A bằng 0,09, B bằng 0,12, A bằng 0,09, A bằng 0,09, B bằng 0,12, C bằng 0,18. Được chưa? A bằng 0,09, B bằng 0,12 và C bằng 0,18 nhá. Xem đề bài hỏi chúng ta cái gì. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của V. Đây, V lít dung dịch H2O3 nhá. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của V. Có nghĩa hỏi chúng ta là V lít dung dịch H2O3 thì bằng bao nhiêu. Đấy, thế thì bây giờ mình cần đi tìm xem là V bằng bao nhiêu. Thế thì hoàn toàn ở đây là nó không có NH4NO3 và dung dịch chúng ta là tồn tại đây, lúc này dung dịch Y chúng ta là tồn tại gì? Là FeNO3 2 lần và FeNO3 3 lần. Mình tìm được A rồi. A là 0,09, vậy thằng này là 0,09. B là 0,12. Được chưa? Thế thì cái công việc đơn giản nhất là mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ nhá. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ thì mình sẽ có này. Số mol HNO3 trong này chỉ có 1 thì bằng này 0,09 nhân 2 cộng với 0,12 nhân 3. Được chưa? Cộng với số mol NO là 0,06. Được chưa? Ta có nhá. 0,09 nhân 2 cộng nhân 2 cộng với 0,12 nhân 3 cộng với 0,06 bằng chia cho 0,2 bằng 3. Vậy V ở đây của chúng ta phải bằng 3 nhá. V ở đây chúng ta phải bằng. Ok, hiểu chưa? Cả nhà hiểu chưa? Về đây chúng ta bằng 3. Và đáp án câu 25 của chúng ta là đáp án A nhé. V của chúng ta ở câu 25 là nó phải bằng 3 nhá. Mình sang câu tiếp, câu số 26. Câu số 26. Phát biểu nào sau đây là đúng? Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit acetic là sai. Hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit béo ạ. Sai. Đề bài hỏi phát biểu đúng nhá. Ý B. Carbon hydrate là những hợp chất hữu cơ đơn chức. Carbon hydrate là những hợp chất hữu cơ đơn chức. Sai, nó phải là tạp chất. Chất béo là trieste của glycerol với axit béo, đúng. Glucose là đồng phân của xác, sai. Glucose là đồng phân của fructose. Vậy đúng của chúng ta đáp án C. Ok. Sang câu 27. Sang câu tiếp theo. Câu số 27. Hòa tan 20,88 gam một oxit sắt FeXOE bằng dung dịch H2SO4 loãng thì thu được dung dịch X cộng khí SO2 sản phẩm khử duy nhất 3,248 0,145. Đấy chưa? Cô cạn dung dịch X thu được M gam muối khan, muối sunfat khan, xác định giá trị của M. Thế thì ở đây chúng ta phải chú ý này. Thực sự là nếu mà là thầy giải nhá thì thầy sẽ không giải được các chính thống. Oxit sắt thì chỉ có 3 thằng thôi. Mình lấy luôn 20,88 chia cho 72 là FeO. Ô, số mol tròn. Đúng không? Chia cho 160 là F2O3. Số mol cũng tròn. Nhọ rồi, 232. Ô, cũng tròn nốt, thế thì không mò được kiểu này rồi. Vậy ở đây thế thì chỗ này bắt buộc mình phải quy đổi rồi. Quy đổi cái thằng oxit sắt này về Fe và oxy. Đúng không? Đặt thằng này là A, thằng này là B,
khối lượng nó là 20,88, mình đã có một mối quan hệ. Đúng không? Mối quan hệ thứ hai là bảo toàn E là sao? Vậy mình có này, 56A cộng với lại 16B thì bằng 20,88. Được chưa? Phương trình thứ hai, phương trình thứ hai là sắt không. Đúng chưa? Tác dụng với dung dịch X này, sắt không tác dụng với dung dịch X này thì của chúng ta nó sẽ là lên sắt bao nhiêu? Đấy, chúng ta phải cẩn thận nhá. Sắt không này tác dụng với dung dịch X này của chúng ta là chưa biết được là nó lên là sắt bao nhiêu. Đúng không? Chưa biết được. Chưa biết được nhưng thôi chúng ta cứ giả sử đi nhá. Cứ giả sử lên sắt dương 3 đi. Thì sắt lên sắt không lên sắt dương 3, giả sử dung dịch X là sắt dương 3 đi. Nếu mà sai thì tí nữa mình lên dương 3 với dương 2 nhá. Sắt không lên sắt dương 3 vậy là 3A. Đúng chưa? Thì bằng này, oxy từ 0 về oxy trừ 2 vậy là 2B cộng với lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4. 6 trừ 4 bằng 2. 2 nhân với 0,145. Vậy đến đây mình tìm được A và B. Đến đây mình tìm được A và B. 56 bằng 16 bằng 20,88 bằng 3 bằng trừ 2 bằng 2 nhân với 0,145 bằng 0,29. 0,29. A bằng 0,29 và B bằng 0,29. 0,29. Vậy điều này chứng tỏ rằng là muối này của chúng ta là Fe2SO4 3 lần. Đúng chưa? Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố sắt, đây là 0,29 thì 0,29 chia 2. 0,29 chia 2. 0,145. 0,145. Ok, và hoàn toàn chúng ta tìm được mở ra muối khan. Nhân 56 nhân 2 cộng với 96 nhân 3 bằng 58 gam. 58 gam, vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án A. 58 gam, đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhá. Mình sang câu tiếp theo là câu số 28. Câu tiếp theo câu số 28. Cho các chất sau. 28 cho các chất sau. Acid acrylic. Đây, số chất có thể tham gia phản ứng tráng bạc. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng bạc. Có nghĩa đề bài hỏi là điều kiện đấy. Điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc của những chất này là như thế nào? Thì mình phải nhớ là điều kiện để phản ứng tráng bạc là hoặc là có chó này, đúng chưa? Hoặc là có HCOOR phẩy này. Đấy, một trong hai điều kiện này là được. Thế mình có nhé, acid acrylic là không có rồi. Đây, acid acrylic đây, là thằng này. Acid acrylic đây. C nối 2, C gạch COOH, đúng không? Không có tráng bạc thằng này. Formaldehyde HCHO, đúng không? Có tráng bạc, đúng không? Phenin format HCOO C6H5 có tráng bạc. Glucose có chó, có. Anhydride acetic, cứ anhydride là chắc chắn tráng bạc rồi. Metinacetat không? Đây, metinacetat đây. CH3COO CH3 không có tráng bạc, đúng không? Saccharose không có tráng bạc tại không có chó. Vậy số chất có thể tham gia phản ứng tráng bạc là 1 2 3 4 4 chất. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. 4 chất. Sang câu số 29 nhé. Sang câu số 29 nhé. Nung nóng hỗn hợp X gồm nhôm và F3 bụi. Nung nóng hỗn hợp X gồm nhôm và Fe3O4 có tỷ lệ khối lượng, lưu ý ở đây là tỷ lệ khối lượng là 1:1. Vậy đơn giản thôi, mình đặt khối lượng của F3O4 là 232 thì khối lượng của nhôm cũng là 232 gam. Đúng chưa? Và hoàn toàn ta tìm được số mol nhé. Số mol. Số mol là 232 chia 27, 232 chia 27 bằng 8,59. 8,59 mol. 8,59 và 232 chia 232 bằng 1. Được chưa? Thì nó tạo thành Al2O3 cộng với Fe cân bằng phương trình. Đây là 4 nhá. Đây là 3. Thì đây là 9, 4, 3, 12, 12. Vậy 4 x 2 là 8. Vậy mình nhìn này này, 8,59 mà chia cho 8 thì lớn hơn 1. Đúng không? 1, bao nhiêu đó. Còn đây là 1 chia 3 thì bằng 0, bao nhiêu đó. Vậy điều này chứng tỏ rằng là thằng nhôm này nó dư và F3, 4 hết. Vậy phải tính theo F3, 4, 1. Được chưa? 1. Vậy thì thằng này sẽ là 1 x 8 chia 3 là 8 phần 3. Vậy suy ra nhôm này là dư rồi. Nhôm dư. F3, 4 hết. F3, 4 mà hết thì điều này chứng tỏ là bên trong cái bọn này này thì không còn F3, 4 nữa. Vậy chỗ này có F3, 4 loại. Đúng chưa? Mà một phát đi thẳng về sắt luôn chứ không có chuyện là tạo thành
sắt oxit nên bỏ nốt. Mình biết nhôm dư, vậy là IB loại nốt. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 30. Cho 4,64 gam Fe3O4. Chúng ta tìm được số mol luôn. 4,64 mà chia cho 232. 0,02 mol. Tác dụng với khí hydro nhiệt độ cao thì thu được Fe cộng với lại H2O. Mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá, bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này. Mình có này 0,02 nhân 4 là 0,08. Vậy nước ở đây là 0,08. Được chưa? M gam nước 0,08 mol. À, vậy hoàn toàn chúng ta tìm được khối lượng của nước. Nó lấy 0,08 nhân 18. 1,44. 1,44 gam nước. 1,44 gam nước, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án. Đáp án đúng chúng ta là đáp án này. Câu 31. Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước dư. Ôi có 31 này dễ ợt. 0,69 gam một kim loại kiềm. Vậy kim loại kiềm chúng ta kim loại M đúng không? Tác dụng với nước dư. Tác dụng nước dư để tạo thành MOH 2 lần cộng với lại 1/2 H2. Vậy chúng ta tìm được số mol H2 nhá. Chúng ta tìm được số mol H2 của chúng ta bằng 0,015 để bài cho. Vậy hoàn toàn mình suy ra được số mol của kim loại kiềm. Đây là MOH thôi. Bởi vì đây là kim loại kiềm nên nó là hóa trị 1. Sorry cả nhà. Vậy đây là 0,015 nhân 1 chia 1/2 thì bằng 0,03 mol. Được chưa? Mà khối lượng là bằng 0,69. Vậy đến đây mình tìm được M bằng 0,69 chia cho 0,03 thì bằng 0,69. 23. M bằng 23. 23 thì chắc chắn nó là gì? Natri. Đáp án đúng chúng ta là đáp án natri. Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metinamin. Metinamin CH3NH2 6,2 gam. Rồi mình tìm được số mol. Mình lấy 6,2 chia 31 bằng 0,2 mol. Đốt cháy đó thì mình thu được nitơ N2. Vậy mình có bảo toàn này, 0,2 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,1. Được chưa? 0,1 nhân 2,4 thì bằng 2,24 lít. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 8 điểm thôi nhá. Sang câu 33. 33. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. 33. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. M cộng với lại HCl để tạo thành X. X này thì lại có khả năng tan trong với lại NH3. Đấy, sau đó tạo thành Y. Y có khả năng nhiệt phân để tạo thành Z. Z điện phân nóng chảy thì lại quay trở lại thành M. Đúng không? Thế thì ở cái câu 33 này thì bây giờ chúng ta phải đi xem là thằng này là thằng nào. Đúng không? Thế thì thứ nhất là Z điện phân nóng chảy. Thứ nhất là chúng ta xác định được là cái anh kim loại này là được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy. Được chưa? Thế tiếp theo là cái anh kim loại này nó có hydroxit. Vậy mình, việc mà mình nghĩ ngay đầu tiên đến là thằng nhôm. Mình thử xem là nhôm được không. Nhôm này tác dụng HCl tạo thành AlCl3 này. AlCl3 tác dụng với NH3 trong nước thì nó tạo thành AlOH3 lần này. AlOH3 lần nhiệt phân thì tạo thành Al2O3 này. Và Al2O3 mà điện phân nóng chảy thì chắc chắn nó quay lại trở về nhôm. Và vậy hoàn toàn chính xác. Vậy M là kim loại. Vậy trong công nghiệp M bằng điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy chính xác. X, Y, Z đều tác dụng HCl. Thằng X không tác dụng HCl. Thằng Y có, thằng Z có. Vậy sai là B. M là kim loại tính khử mạnh, đúng, nhôm khử mạnh. Y, Z đều chất lượng tính, đúng, hàng này chất lượng tính. Và nhiều đứa nó tưởng là cái này không thi nhưng thực ra có thi đấy nhá. Vì nó vẫn hỏi về nhôm mà, nó chỉ không hỏi về nhôm hydroxit lượng tính thôi. Dạng bài tập đấy của nó không bị hỏi thôi. Được chưa? Rồi bây giờ mình sang câu tiếp, câu số 34. Cho các dung dịch sau được đánh số ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Tiến hành các thí nghiệm sau. Đây mình có các cái BaOH 2 lần này. Chưa biết ghi nào. Ở đâu? Sorry. Đây là BaHCO3 chứ. BaHCO3 2 lần này. NaOH này. AlCl3 này. KHSO4 này. KHSO4 này.
Đây, bốn dung dịch xong. Rồi đánh số ngẫu nhiên là XYZT. XYZT, kệ nó. Đề bài bảo là đánh số ngẫu nhiên là XYZT. Đây, dung dịch chất Y là, đây, X vào quỳ tím hóa xanh. Từ từ, thế thì đúng rồi, X vào quỳ tím hóa xanh. Thằng này hóa xanh, thằng này hóa xanh, thằng này không hóa xanh, vậy X không thể là AlCl3. Thằng này hóa đỏ cơ, vậy không thể là hàng này, vậy X chỉ có thể là một trong hàng này. X vào HCl có khí bay ra, thế thì NaOH cộng cộng HCl thì không bao giờ có khí bay ra được, vậy chắc chắn X là BaHCl3 là. BaHCl3 lần vào quỳ tím hóa xanh nhá, cộng với HCl thì tạo thành BaCl2 cộng H2O cộng CO2 vào BaHOH 2 lần kết tụa trắng, đúng, vậy X là BaHCl3 lần. Đấy chưa? Tiếp tục nốt thằng hóa xanh này. Vậy thì thằng Z làm hóa xanh còn lại chắc chắn là thằng NaOH. Được chưa? Bây giờ tiếp tục này. Vào quỳ tím hóa đỏ vậy chỉ còn AlCl3 và KaHCl4 thôi. Dung dịch HCl thì đồng nhất. Vào dung dịch BaOH lần có kết tủa màu trắng, nhìn kỹ này, BaOH lần có kết tủa màu trắng. Được chưa? Thế thì nó chỉ có thể là KaHCl4 tại vì là BaHCl4 thì tạo kết tủa màu trắng. Còn lại thằng T nó là AlCl3 tại vì làm sao? Cộng với BaOH 2 lần thì AlCl3 tạo thành AlOH 3 lần. Và AlOH 3 lần nó kết tủa thì lại kết tủa tan giống như T thôi. Vậy T là AlCl3 và Y là KaHCl4. Ok. Vậy chất Y là, đây chất Y đây, KHS4. KHS4. B bỏ. Câu 35. Câu 35. 35 nha. Cho phát biểu sau. 35 cho các phát biểu sau. Phenol C6H5OH và anilin thì đều phản ứng được với dung dịch nước brom tạo ra kết tủa. Phenol và anilin đều tác dụng với nước brom tạo kết tủa, chính xác, kết tủa màu trắng luôn. Anhydride thì phản ứng với hydro tạo ra cột bậc 1. Đây, anhydride đây. RCHO cộng hydro thì đúng tạo thành RCH2OH ăn cột bậc 1 thật. Acid formic thì tác dụng với KHCO3, acid formic HCOOH cộng với KHCO3 thì nó tạo thành HCOOK cộng với lại CO2 cộng với lại H2O, đúng tạo thành CO2 thật. Ethylene glycol có OH đa kè. Acid acetic là acid glucose cũng có OH đa kè, đều hòa tan được CO2 lần để điều kiện thường, chính xác. Tinh bột thuộc loại polysaccharide, chính xác. Polyvinyl chlorua, polyethylene được dùng làm chất dẻo, chính xác. Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển màu xanh, sai đúng không? C6H5NH2 không làm quỳ tím chuyển màu. Vậy số phát biểu đúng là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được chưa? Tổng cộng mình có 6 phát biểu đúng. Đáp án đúng đáp án A. Sang câu tiếp theo. Câu số 36. Câu tiếp theo câu số 36. Cho các chất hữu cơ 36 này. Tại sao câu này là lấy mốc 9 điểm rồi? Đúng không? Tại sao câu này là mình có mốc 9 điểm rồi? Ngon lành canh đào rồi. Nhá, câu 36 này. Cho các chất hữu cơ X, Y, Z có chung công thức phân tử là C4H8O2 thỏa mãn tính chất sau. X cấu tạo mạch phân nhánh, gạch chân từ phân nhánh. Thằng này phân nhánh, thằng này phân nhánh, thằng này không phân nhánh, loại C, loại D không phân nhánh. Y tác dụng được, đây là X phản ứng natri NaOH, cả hai này đều phản ứng. Y tác dụng được với dung dịch NaOH và điều chế từ ancol và axit có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử. Đây 1 2 3 4 1 2. Đây, chú ý là điều chế từ ancol và axit có cùng số carbon trong phân tử. 1 2 3 4 1 2. Đây thằng này. Đây, đi từ ancol 2 carbon, axit 2 carbon, được chưa? Đây ancol 3 carbon, axit 1 carbon. Ok. Vậy ở đây mình có đáp án đúng chúng ta là đáp án A rồi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Được chưa? Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn XY có số mol bằng nhau vào nước thu được dung dịch Z. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn XY có số mol bằng nhau vào nước thu được dung dịch Z. Được chưa? Tiến hành thí nghiệm sau. Hai chất rắn XY chúng ta lưu ý nhé, hai chất rắn XY có số mol bằng nhau. XY số mol bằng nhau. Được chưa? Vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau. Đây, tiến hành các thí nghiệm sau. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch Z thì thu được X mol kết tủa. Đấy.
Thế giờ mình thử nhá, bài này mình phải thử rồi. Giả sử như xy, x và y của mình là BaCl2 và FeCl2 thì sao? Cộng với lại NH3 dư thì mình thu được chỉ có kết tủa là kết tủa FeOH 2 lần thôi. Đây là x1. Đúng chưa? Tiếp theo nhá. À, tiếp tục là cho Na2CO3 và dung dịch Z Na2CO3 thì mình thu được kết tủa là BaCO3 và FeOH 2 lần đúng không nhỉ? Thì lúc này là chắc chắn là FeOH 2 lần là kết tủa là x1. Đúng không? BaCO3 lại thêm một lượng kết tủa nữa thì tổng bọn này là x2, thì mình thấy là x2 chắc chắn lớn hơn x1 rồi. Được chưa? Tiếp tục thêm tiếp thằng BaOH 2 lần vào. BaOH 2 lần vào dung dịch Z thì mình vẫn chỉ thu được kết tủa là gì? FeOH 2 lần thôi. Và chỗ này vẫn là x1, thì lúc này đề bài lại bỏ là x1, mà đây là x3, x3 bằng x1, mà rõ ràng là x3 lớn hơn x2, lớn hơn x1, vậy A sai. Hiểu chưa nhỉ? Đấy nhá, tiếp tục nhá, tiếp tục nhá. Nếu mà giả sử là đáp án B, giả sử đáp án B thì x, y, b này, FeSO4 và Fe2SO4 3 lần mà cộng vào NH3 dư thì mình thu được hai kết tủa là FeOH 2 lần và FeOH 3 lần. Đúng không? Đây là x1 đúng không? Thế tiếp tục thằng này vào tiếp thằng Na2CO3 cũng dư thì mình cũng thu được hai kết tủa là FeOH 2 lần và FeOH 3 lần. Đây là x2 và mình nhìn rõ ràng là x2 bằng x1 mà đề bài yêu cầu x2 phải lớn hơn x1 nên là loại tiếp đáp án B đi. Được chưa? Tương tự như vậy thì ta đến có thằng đáp án C. Có đáp án C. Đề bài cho người ta là AlCl3. AlCl3 và FeCl3. Bây giờ đầu tiên cho vào NH3 thì mình thu được cả hai kết tủa là AlOH3 lần và FeOH3 lần. Được chưa? Thì đây là x1. Tiếp tục lại cộng tiếp với Na2CO3 thì mình cũng thu được hai kết tủa là AlOH3 lần và FeOH3 lần. Được chưa? Vậy là cũng hai thằng này là x1 vẫn bằng x2, vậy là vẫn loại tiếp. Được chưa? Giờ mình còn đáp án D. Vậy chắc chắn là D đúng rồi, đúng không? Nhưng bây giờ mình đi giải D thôi, mình giải thích là tại sao D đúng thôi. D ZnSO4 với lại Al2SO4 3 lần và vào NH3 thì ta lưu ý đầu tiên là ZnOH 2 lần tan trong NH3 dư. Đây để bài cho NH3 dư. Vì vậy nên là cái thằng đầu tiên ấy, kết tủa chúng ta chỉ có kết tủa AlOH 3 lần thôi. Là x1. Đúng chính xác một cháo. Tiếp tục nhá. Vào Na2CO3. Na2CO3 dư nhá. Vào Na2CO3 dư thì chúng ta thu được kết tủa là gì? Là Zn OH 2 lần và Al OH 3 lần. Đây là x2 thì mình đúng là x2 lớn x1. Được chưa? Tiếp tục cuối cùng là vào BaOH 2 lần dư thì mình thu được kết tủa là ZnOH 2 lần, AlOH 3 lần và một thằng nữa là Ba cộng S42 trừ là BaSO4 thì đúng thằng này là x3 và x3 lớn x2. Được chưa? Thực ra cái câu này là giảng cho cả lớp hiểu thôi chứ chỗ này chúng ta nhìn phát là chúng ta ra nhá. Đây thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Sang câu 38. Sang câu 38 nhé. Câu 38. Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm cho 0,2 mol hỗn hợp gồm C3H10O2N2 và C4H12O4N2. Tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1 x 0,3 thì bằng 0,3. Thu được amin Z. Amin Z Z có tỷ khối cho hydro bằng 15,5. 15,5 mà nhân với 2 thì bằng 31. Vậy suy ra thằng này chính là CH3N2 luôn. Đúng chưa? Và dung dịch T, cô cạn T thì thu được hỗn hợp G gồm 2 muối có số nguyên tử carbon bằng nhau. T, 2 muối có số carbon thì bằng nhau.
Được chưa? Đề bài hỏi là phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn. Thế bây giờ mình đi đi làm thằng nào trước? Cái quan trọng là bây giờ mình phải đi suy luận xem thằng nào trước. Đấy, thế bây giờ chúng ta nhìn nhá. Thằng này là O4 này. Thì mình nghĩ ngay là thằng này được là tạo bởi là muối muối từ thằng hai trước nhá. Muối muối từ thằng này là hai trước. Hai trước đầu tiên là gì? COO. Đúng chưa? Đấy, mình nghĩ ngay là thằng này hai trước. Thằng này là muối hai trước thì COO muối hai trước. COO. Đây thử đi, COO nữa. Được chưa? Mà thu được à, không phải thu được hai muối có số carbon bằng nhau. Ừ, thu được hai muối có số carbon bằng nhau. Đây CO thì thằng này là COO này. H3N CH2. Không được nhỉ? Không được, đúng không? CH3N à đâu, CH3N CH3. Đúng không? H3N CH3. Đây đúng không? Thì có phải là thằng này là C4 1 2 3 4 H12 O4 N2. Được rồi. Được chưa? Thế thằng này là tác dụng với NaOH ấy. Thì phải mình thu được muối của nó là COONa COONa và CH3N2 không? Được chưa? Vậy bây giờ mình suy ra được nốt thằng dưới nhá, suy được nốt thằng dưới. Vậy suy ra thằng dưới để chúng ta là hai muối có số carbon bằng nhau thì đây là một muối COONa rồi. Vậy thằng này nó phải là gì? Là thằng HCOO đã. Đúng chưa? HCOO đã. Đúng chưa? Hai muối có số carbon bằng nhau. À đây đây là hai carbon mà, hai carbon. Đây là COO đã. Đây một thằng là COO. Thế thì đầu này lại sinh ra được CH3N2, nó là H3NCH3. Vậy chỗ đầu này còn này, mấy carbon này? C3 này, 1 2, vậy nó còn 1C này, H10 này, H10 trừ đi 3 thì H4, thế thì đây là CH2N2 đây. Bởi vì thằng này khi tác dụng với NaOH thì nó tạo thành là CH2COONa. Đây là đầu này NH2 thì đúng là có hai carbon thật, đúng không? Và cũng sinh ra CH3N2. Ok. Thế đề bài hỏi là phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn. Thế đây là muối có phân tử khối lớn hơn đúng không? Đúng không nhỉ? Xem nào, có đúng là thằng này là muối phân tử khối lớn hơn. Đây là 60. Đúng rồi, chính xác. Phần trăm khối lượng của muối phân tử khối lớn có nghĩa cần tìm số mol thằng này. Theo đây là NaOH. Vậy đặt thằng này là A, thằng này là B. Đúng không? Đề bài có cho. À đây đầu bài cho chỗ này là 0,2 nữa cơ. Thế là xong rồi. Mình có này, hệ phương trình này. A cộng B bằng 0,2. Phương trình ăn NaOH nhá. Một thằng này ăn 2 NaOH. Đây là thằng thằng này là A này, thằng này là A. Một thằng này ăn 2 NaOH, 2A cộng một thằng này ăn 1 NaOH là cộng B thì bằng 0,3. Vậy suy ra mình tìm được là A bằng 0,1 và B bằng 0,1. Được chưa? Vậy cháu này bằng 0,1 và cháu này cũng bằng 0,1. Ok. Thế thì đến đây mình tìm được phần trăm của thằng có khối lượng lớn nhất là 0,1 nhân với 67 nhân 2 bằng 13,4 chia cho N cộng 0,1 nhân với mở ngoặc đơn 16 cộng 14 cộng 67 bằng 58,00%. Vậy là gần nhất với giá trị là 58 nhá. Đáp án đúng đáp án C. Đáp án đúng đáp án C. Gần nhất với giá trị là 58. Chà. À, thôi, hôm nay mình cố gắng, cả nhà cố gắng giải nốt câu 39 với câu 40 nhé. Thôi cả nhà cùng cố gắng nhé. Chúng ta cùng cố gắng giải nốt câu 39 với câu 40 cho phê. Mình nhìn như này chắc chắn là câu 39 rất là khó rồi, đúng không? Thì bây giờ là mình đi giải câu 40 trước rồi mình giải câu 39 sau được không? Nhá. Câu 40. 40 dễ làm trước hay khó làm sao? 40. Nung mờ gam hỗn hợp gồm, đây, dùng cái chỗ này luôn. Nung mờ gam hỗn hợp gồm Fe NO3 2 lần, Fe CO3, Fe OH 2 lần. Chú ý ở đây là trong bình chân không ạ. Bình chân không. Được chưa? Thì thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3. Fe2O3 và argamon hỗn hợp khí và hơi gồm NO2, CO2, H2O. Đúng chưa? Thế bây giờ mình đặt đi. Mình đặt thằng này là X, thằng này là Y, thằng này là Z. Thế có phải là khi nung không? Thì bảo toàn nitơ.
nhá, bảo toàn nitơ của nitơ tạo hết ra đây gì, đúng không? Bây giờ là x mol, đây là bảo toàn nitơ, đây là 2x mol NO2, 2x. Bảo toàn carbon thì đây là y, được chưa? Bảo toàn hydro 2z chia 2, vậy đây là z, 2x y và z, được chưa? Và chắc chắn chúng ta chắc chắn là Fe2O3. Thế thì mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố sắt, x cộng y cộng z chia 2, được chưa? Vậy là 0,5 lần x cộng y cộng z, được chưa? Tiếp tục nhá, vẫn là cho cái hỗn hợp này, nhưng mà bây giờ là cho vào cái dung dịch hòa tan để m gam x trong 120 lít dung dịch H24 cộng với lại H2SO4. Chúng ta tìm ra được số mol H24 này. Mình sẽ tìm được m nguyên chất là 120 nhân với 0,147 bằng, chia cho 98 bằng 0,18. 0,18 mol. 0,18 mol. Thu được dung dịch chỉ chứa 38,4 gam muối trung hòa. Thu được dung dịch chỉ chứa 38,4 gam muối trung hòa của kim loại nhé, của kim loại, vì điều này chứng tỏ rằng là không có N4NO3, được chưa? Mà thu được là 38,4 gam muối trung hòa hỗn hợp khí gồm NO và CO2, hỗn hợp khí gồm NO và CO2. Vậy 38,4 gam muối này nhá, của kim loại này, nói là muối trung hòa, vậy là có khả năng cao là có FeNO3 3 lần và FeSO4, Fe2SO4 tất cả 3 lần, được chưa? 38,4 gam và khí của chúng ta là khí NO và CO2. Đề bài hỏi giá trị của A, đây hỏi cái này. Hỏi giá trị của A. Thế chỗ này chúng ta nhìn đầu tiên là nó không có khí SO2. Vậy là bao nhiêu lưu huỳnh từ đây chú hết vào đây. Vậy chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố lưu huỳnh là 0,18 nhân 1 chia 3. Bằng 0,18 chia 3 bằng 0,06. 0,06. Đúng không? 0,06 nhá. Sao nữa nhỉ? Đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ được không? Nitơ. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ được không nhỉ? Bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ để suy ra cái chỗ thằng nitơ trong này, nhưng mà nó còn NO. Nhưng mà nó còn NO. Còn NO đây thì hơi khó nhỉ. Ở đây nó còn thằng NO này. Làm sao mà bảo toàn? À thế thì mình suy ra là số mol NO đi. Ở đây mình suy ra, đầu tiên chúng ta cứ đi làm bình tĩnh á. Đầu tiên thấy thắc mắc chỗ nào mình gỡ rối chỗ đó. Thế là xong được hai thằng này. Bây giờ bước 1 là mình đi bảo toàn E của thằng đầu tiên này đã, đúng không? Đầu tiên mình đi bảo toàn E thằng đầu tiên này. Đây. Bảo toàn E. Bảo toàn E. Ghi ra đây cho dễ nhìn, ghi xuống dưới này nhá. Thầy ghi xuống dưới này nhá. Bảo toàn E. Bảo toàn E này. Bảo toàn electron. Mình có sắt, đây là sắt dương 2 lên sắt dương 3. Đúng không? Vậy là nhường 1 EX cộng với này. Đây là sắt dương 2 sắt dương 3. Vậy là cộng với Y. Đây là sắt dương 2 sắt dương 3 cộng với Z thì bằng. Được chưa? Đây là khử rồi. Bây giờ là oxy hóa này. Nitơ dương 5 về nitơ dương 4. 5 trừ 4 bằng 1. Đúng không? Vậy là 2X. Dương 4 vẫn giữ nguyên, nước vẫn giữ nguyên. Được chưa? Đấy, suy ra ở cái thằng này là mình tìm được là x thì bằng y cộng z, đúng không? Phương trình đầu tiên, phương trình số 1, x bằng y cộng z nhá. Phương trình thứ hai, phương trình thứ hai là mình đi bảo toàn khối lượng của muối. Phương trình thứ hai là mình đi bảo toàn khối lượng của muối, được chưa? Thế thì trong muối này mình có đây 38,4 gam rồi. Thế thì chỗ thằng này là mình tìm ra được số mol của FeNO3 hai lần luôn. À, số mol FeNO3 ba lần luôn. 38,4 mà trừ đi 0,06 nhân 400 chia cho phân tử khối này 56 cộng 62 nhân 3. 0, sao lẻ nhỉ? 56 cộng 62 nhân 3. Sao muối này lẻ nhỉ? 38. Thế khả năng cao thằng muối này có N4 không nhỉ? À không. Chỉ nói ở đây là muối trung hòa của kim loại. Thế là không có được N4 đúng không? 0,06. Hơi run tay nhỉ. Hơi run tay đấy. 0,06. Thế chả nhẽ thằng này cũng là 0,06 à? Thế muối này cũng là 0,06 mol. Thử lại phát 38,4. Liệu có N4 không? Cái câu hỏi đây là liệu có N4 không? 38,4 này trừ đi này 0,06 nhân với lại
mặt khác hòa tan m gam x, m gam x đúng rồi, trong này chỉ có muối này thôi, chẳng còn muối nào nữa. 0,06 nhân 400 chia cho 1056 cộng với 62 nhân 3 bằng 0,0595. Thế coi là 0,06 được không? Thử nhá. Sai thì mình giải lại nhá. Chỗ này phải liều ăn nhiều, đến câu 40 là phải liều ăn nhiều rồi các em ạ. 40 là phải liều ăn nhiều đấy, không nói năng được gì nữa rồi. Đúng không? Đúng không nào? Thế bây giờ tiếp tục là đến cái chỗ đoạn này đi. Thế thì có phải là chỗ đoạn này là A này có phải bằng 2x cộng y cộng z không? A thì bằng 2x cộng y cộng z không? Thế mình chỉ cần đi tìm, đây là x thì bằng y cộng z rồi. X bằng, vậy thì ở đây là A bằng 2 nhân với lại y cộng z cộng với lại y cộng z. À vậy là A bằng 3y cộng z, hoặc là A bằng 3x. Thế giờ mình đi tìm x là xong đúng không? Thế là mình đi tìm x là xong đúng không? Bây giờ nhiệm vụ mình đi tìm x thôi. Tìm x thì mình đi bảo toán nguyên tử nguyên tố nitơ nhỉ. Bảo toán nguyên tử nguyên tố nitơ thì nitơ nó chui trong NO nữa này. Nitơ nó chui trong NO nữa này. Nitơ chui trong NO mới gọi là khó đúng không? Nitơ nó chui trong NO mới gọi là khó. Khó thực sự đấy. Thế thì ở đây mình thử đi bảo toàn khối lượng xem nào nhá. Ở đây mình thử đi bảo toàn khối lượng xem thì có phải là mình có là cái chỗ anh này là cho là 38,4 gam muối trung hòa không? Thì mình có là m muối này. Bảo toàn khối lượng muối xem nào. Thì mình có nhá. Khối lượng của anh này là bằng 242. Đúng chưa? Vậy mình có này, bảo toàn khối lượng muối này. Mình có chỗ này là 242 này. Đúng chưa? 242 này. Thế là muối đây là x đúng không? Thì nó phải là trừ đi đúng không? Đây này, tổng khối lượng muối là 38,4. Thì chỗ này là có 0,06 này nhân 400 rồi. Đúng không? Vậy là khối lượng muối FeNO33 lần này thì có phải là chính bằng là 38,4 trừ 0,06 nhân với lại 400 không? Đúng chưa? Đấy. Hiểu không nhỉ? Vậy bảo toàn khối lượng muối ở đây là FeNO33 lần này, mình đi tìm khối lượng FeNO33 lần. Được chưa? Thì mình có phải là bằng 242 không? Chia cho 3 nhân với 2x. Được chưa? Nhân với 2x trừ đi 2y trừ đi 2z chia 4. Được chưa? Thì bằng đấy nhá, 38,4 trừ đi 0,06 nhân với lại 400. Được chưa nào? Được chưa nào? 242 là phân tử khối của thằng FeNO3 3 lần, đúng không? 242 đâu, FeNO3 2 lần chứ, 56 cộng 62 nhân 2 bằng NO3 3 lần, sorry. Đây, phân tử khối FeNO3 3 lần nhân với số mol tạo thành nó. Đấy, muốn tìm được số mol tạo thành nó thì thế này. Thế này mình đi bảo toàn sắt thôi, đúng không? Mình bảo toàn sắt đấy. X này cộng với lại đây, bảo toàn electron sắt từ sắt 0 đến sắt dương 3. Hiểu không? Chỗ muốn tìm FeNO3 3 lần này mình đi tìm bảo toàn electron. Được chưa? Thế nhá. Thế vậy là hoàn toàn bảo toàn muối này. Thì đến đây chúng ta tìm ra được. Đến đây chúng ta tìm ra được. Ô, cứ chỗ này là dễ này. 38,4 trừ đi 0,06 nhân 400. Được chưa? Nhân 4 nhân 3 chia 242. Ui, lẻ thế. Lẻ toát luôn. 2x trừ 2x trừ đi. Ồ không, mắt thì lé rồi. Sorry cả nhà. Chỗ bảo toàn muối này mắt thì lé nhá. Bảo toàn muối này chỗ này là nhầm đấy. Đây nhá, mình có này. Khó thế nhỉ. Đây. Bảo toàn muối ở chỗ này nhá. Bảo toàn khối lượng muối. Thì đây là khối lượng muối là FeNO3 3 lần đúng không? Đây là khối lượng muối FeNO3 3 lần đúng không? Thì nó có phải bằng 242 nhân với này. Được chưa? Nhân với đầu tiên này. Là đầu tiên là mình phải bảo toàn E. Thì nó phải là 2x trừ đi 0,36 trừ đi 2y trừ đi 2z chia cho 4. Chia cho 4. Được chưa? Đấy, đây là muối này, 242 này. Và được bao nhiêu tất cả chia cho 3? Thì bằng 38,4 trừ đi 38,4 này trừ đi 0,06 nhân 400. Đây mới đúng này. Khổ lắm. Vậy đây là 38,4 này. 38,4 trừ 0,06 nhân 400 bằng, được chưa? Chia 242 bằng nhân 3 bằng
nhân 3 bằng nhân 3 rồi 0,178 vẫn lẻ. 2x trừ đi 0,36 trừ 2y trừ 2z chia 4 thì bằng 0,178. Bây giờ biến đổi x đi, 2x trừ đi 0,36 chia 4 là bằng 0,09, trừ trừ là cộng, cộng với 2 chia 4 là 0,5, 0,5 nhân y cộng z bằng 0,178. Đúng chưa? Đúng chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm ra được là 2x cộng với 0,5 y cộng z vào x mà, cộng x thì bằng 0,178 cộng 0,09, x bằng 0,178 cộng 0,09 chia cho 2,5. 0,107. 0,107 thì chúng ta lấy là x bằng 0,107. Thử xem nhá, x bằng 0,107 này. X bằng 0,107 thì vừa nãy chúng ta tìm ra được là a bằng 3x. Vậy là 0,107 mà nhân với lại 3 thì bằng 0,32. 0,32 thì gần bằng là 0,3. Được chưa? Thế mình lấy luôn cái phương 0,3 nhá. Mình lấy luôn a bằng 0,3. Thế không biết là ở chỗ đoạn này là chắc khả năng cao là thầy tính nhầm ở đoạn nào đó. Có chỗ bảo toàn muối này là khả năng cao là thầy tính nhầm ở chỗ đoạn nào đó thì nó mới ra lẻ. Chứ thầy đoán là chắc khả năng cao nó bằng 0,1. Khả năng cao là do thầy bấm máy tính nhầm thôi. Các em thử ngó lại cái chỗ phương trình, hoặc cũng có thể là do cái số mol thầy tính nhầm nhá. Cũng có thể là do cái số mol thầy tính nhầm. Các em thử ngó lại nhá. Được chưa? Chúng ta thử ngó lại tí nhá. Rồi mình sang cái câu tiếp theo đi, câu 39 đi, câu cuối cùng đi nhá, oánh cho nó phê nhá. Câu 39. Câu 39 nốt. Thực ra những cái câu cuối cuối này chúng ta làm được gần đúng là hạnh phúc lắm rồi. Nhá, câu 39. Câu 39 là câu ở trong đề thi của năm 2019 ấy. Câu 39. Điện phân dung dịch X chứa CuNO3 2 lần và NaCl, điện cực trơ thể tích thoát ra cả hai điện cực. Đấy, nếu điện phân trong thời gian 2,5 a giây rồi cho dịch sau phân tác dụng với sắt dư thì khối lượng sắt tua đa phản ứng là thế. Cái đây phải từ từ đã, phải tính thằng này đầu tiên đã, đúng chưa? Là đầu tiên chúng ta tính là giai đoạn 1 đây, từ đây đây giai đoạn 1. Giai đoạn 1 thì có cái gì xảy ra? Giai đoạn 1 thì có điều gì xảy ra nhá? Giai đoạn 1 của chúng ta tách ra hai bên, một bên là cathode, một bên là anode. Ở giai đoạn 1 này là chỉ có sự điện phân của đồng 2 cộng. Đồng 2 cộng biến thành đồng. Đúng chưa? Và Cl trừ biến thành Cl2. Được chưa? Thời gian T là a giây. Đúng chưa? Thời gian T là a giây. Nhá. Đây là T bằng 2 a, T bằng a giây. Giai đoạn 1 T bằng a giây. Đúng chưa? Không có cái gì nữa cả. Không có gì nữa cả. Thế thì thầy đặt cái này cho đơn giản đi. Thì đặt số mol clo V đây. V là x mol. V là x mol nhưng thôi bây giờ thì đặt số mol clo thoát ra lại B mol. Đúng không? Thì suy ra số mol E trao đổi có phải bằng 2 lần B không? Đúng chưa? Và do số mol E trao đổi này bằng 2 lần B. Thế nên là hoàn toàn tới đây là chúng ta tìm được số mol đồng sinh ra thì nó cũng là 2B. Đúng không? Thôi cứ để yên đấy nhá. Vậy là khí sinh ra ở đây là B mol. Đấy chưa? Vậy đây, x đây là B. Vậy 2x đây nó sẽ là 2B. Đúng chưa? Được chưa? Giờ mình sang cái giai đoạn 2 nhé. Mình sang cái giai đoạn 2. Giai đoạn số 2. Đây. Giai đoạn 2. Giai đoạn 2 đây. Mình được này. Đây cũng là đồng 2 cộng. Biến thành đồng. Đây là Cl trừ. Biến thành Cl2. Được chưa? Nhưng nó bẻ gãy một phát này. Vậy điều này chứng tỏ rằng là đây, thể tích khí bị bẻ gãy. Vậy điều này chứng tỏ rằng là nó có một điều gì đó chấp chới xảy ra, đúng không? Đây nhá, T gấp 3 lần nhưng khí lại không gấp 3. Ok chưa? Vậy thì chúng ta là nghi là có khả năng cao là nước điện phân bên thằng anode. Nước điện phân anode sinh ra oxy. Được chưa? Thế đây nhá, nhìn nhá. Thời gian gấp lên 3 lần. Đây lúc nãy là T bằng A giây thì đây là T bằng 3 A giây. Đây T bằng 3A giây. Vậy thì
Do là thời gian gấp lên 3 lần, vậy số mol e trao đổi cũng phải gấp 3 lần. Cũng phải gấp 3. Ban đầu là 2B thì chỗ này phải là 6B. Được chưa? 6B nhá. 6B nhá. Thế thì ở giai đoạn 3 này thì clo, thì bởi vì ở bên trên cái giai đoạn 1 này là clo bị điện phân hết, vậy ở đây cũng là điện clo bị phân hết là B. Đúng chưa? Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số bon của oxy sinh ra là mình lấy 6B trừ đi 2B. Trừ đi 2B bảo toàn E mà, chia cho oxy là trao đổi 4. Nhá, chia cho 4. Vậy 6B trừ 2B chia 4 thì bằng B. Vậy số mol oxy này chúng ta bằng B. Được chưa? Thế vậy là khí này chúng ta vẫn là 2B, thỏa mãn luôn. Vậy lúc này ở bên vẫn chưa có sự điện phân nước bên nào. Hiểu chưa? Giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 3. Giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 3. Các em nhìn giai đoạn 3 nhé. Giai đoạn 3 này chắc chắn là có sự điện phân nước ở bên đồng rồi. Có sự điện phân nước bên đồng. Đây Cl2, Cl trừ biến thành Cl2 vẫn là B mol. Nước biến thành oxy lúc này khác rồi. Đồng 2 cộng biến thành đồng. Và có nước điện phân bên đồng để sinh ra hydro. Ok. Được chưa? Thế thì ở đây là gì? Đây là 7,84, là V là 7,84. V 7,84. Chưa biết nhưng đây là 4A rồi. 4A giai đoạn 2 này, giai đoạn 3. T bằng 4A giây. Nhá, giai đoạn 3 T bằng 4A giây. Thì với giai đoạn 3 T bằng 4A giây, vậy số mol e trao đổi của chúng ta sẽ là bao nhiêu? Đây gấp 4 lần đây. Đây nhá. Vậy số mol e trao đổi chúng ta bằng, số mol e trao đổi gấp 4 lên thì bằng 2B nhân 4 thì bằng 8B. Số mol e trao đổi bằng 8B. Ok. Số mol e trao đổi bằng 8B thì hoàn toàn mình tìm được số mol của oxy luôn. Đúng không? Theo B nhỉ. 8B. 8B trừ 2B chia 4. 8B trừ 2B thì bằng là 6B, 6B chia 4. 6B chia 4 thì bằng 6 chia 4. 1,5. 1,5B. Ok chưa? Vậy mình ra được số mol oxy bằng 1,5B nhá. Nhá, mình ra được số mol oxy bằng 1,5B. Được chưa? Thế mặt khác, vậy mình sẽ có này. Lúc này ở đây này, thằng đồng điện phân hết. Đây là 4A. Đây là 4A, thằng đồng điện phân hết. Thế ở cái thời điểm ở bên trên đồng điện phân hết nhá, bên trên đồng điện phân hết thì chúng ta tìm được đây là 6B này. Thì đồng này là 6B này chia cho 2 thì bằng 3B. Vậy đồng điện phân hết đây là 3B. Mà mình đi bảo toàn E tiếp, mình tìm được số mol hydro là 8B trừ đi 3B nhân 2. Tại vì đồng trao đổi 2E chia 2 thì H2 nhận 2E. Vậy bằng là 8B trừ 6B thì bằng 2B, 2B chia 2 bằng B, H2 bằng B. Vậy lúc này mình có này, tổng thể tích bằng 7,84. Thì nó chỉ là thể tích của clo, của oxy và của hydro. Vậy mình có số mol, số mol khí là B cộng với oxy là 1,5B cộng với clo là B thì bằng 7,84 chia 2,4. 0,35 mol. Được chưa? Mà chỗ này là B cộng B là 2, đây là 3,5B thì bằng 0,35. Vậy mình tìm được B bằng 0,35 chia cho 3,5. 0,1. B bằng 0,1. Được chưa? Chúng ta tìm ra được B bằng 0,1 rồi, thế là ngon rồi. Đúng chưa? B bằng 0,1 thế là ngon nhé. Với B bằng 0,1 thì suy ra 3B của chúng ta là bằng 0,3. Vậy đồng bị điện phân hết là 0,3 mol. Vậy bảo toàn đồng với anh này bằng 0,3. Được chưa? Với B bằng 0,1 mình cũng bảo toàn được Cl trừ 0,1. Đúng không? Bị điện phân hết mà. 0,1 nhân 2 bằng 0,2. Vậy Na sẽ là 0,2. Chưa xong đâu ạ. Chưa xong đâu ạ. Chưa xong, mình mới xong một tí thôi ạ. Ta tiếp nhé. Nếu điện phân trong dung dịch thời gian 2,5 A giây, thế bây giờ mình có này, đây là A giây thì số mol e trao đổi sẽ là 0,2. Đúng không? Đây nhá, A giây, A giây thì là trao đổi là 0,2 mol e. Bây giờ là 2,5 A giây thì là bao nhiêu? Thì nhân lên 2,5. 0,2 nhân 2,5. 0,5. 0,5 mol e. Được chưa? Và mình xuống cái bài toán khác nha. Điện phân trong thời gian 2,5 A giây. Đấy, điện phân trong 2,5 A giây thì số mol e trao đổi là 0, bao nhiêu nhỉ? 0,5 mol. Đấy, 0,5 mol. Đấy, với số mol e trao đổi là 0,5 mol e. Thì lúc này mình có này, đồng 2 cộng biến thành đồng.
Số mol của CuNO3 lần mình vừa tìm được là bằng 0,3. 0,3. Thì nếu mà muốn hết nó thì phải số mol E trao đổi là 0,6, phải chứng tỏ đồng hay cộng còn dư. Đúng chưa? Đây có 0,5 thôi, 0,5 chia 2 bằng 0,25. Vậy suy ra là đồng hay cộng còn dư là 0,3 trừ 0,25 bằng 0,05. Được chưa? Đấy là bên cathode. Bên anode thì sao? Anode Cl trừ biến thành Cl2. Số mol của NaCl là bằng 0,2. Thì đây 0,1. Vậy điều này chứng tỏ có sự điện phân của nước. Nước sinh ra oxy cộng với lại 4H cộng. Đúng không? Bảo toàn E mình có 0,5 trừ đi 0,1 nhân 2 chia 4. Vậy suy ra số mol H cộng của chúng ta là bằng 0,5 trừ đi 0,2 bằng 0,3. Số mol H cộng bằng 0,3, H cộng dư. H cộng sinh ra là 0,3. Và đặc biệt có cả NO3 trừ, bởi vì NO3 trừ không bị điện phân. NO3 trừ không bị điện phân nhá. NO3 trừ không bị điện phân thì mình có là NO3 trừ chúng ta là bằng đây 0,3 nhân 2 là bằng 0,6. NO3 trừ là 0,6. Ok chưa? Bây giờ ba hỗn hợp này tác dụng với sắt tối đa, tác dụng Fe tối đa. Tối đa nhá. Do có từ tối đa nên chắc chắn sắt chúng ta về sắt dương 2. Được chưa? Do từ tối đa nên sắt chúng ta chắc chắn về sắt dương 2. Thế là mình sẽ có các phương trình sau này. Phương trình thứ nhất đầu tiên xảy ra là H cộng ăn NO3 trừ ăn 3E 4H cộng để tạo thành NO cộng với lại H2O. Được chưa? Thì số mol NO3 trừ là bằng 0,6 nhé. Số mol NO3 trừ là 0,6. Số mol H cộng là bằng 0,3. Được chưa? Số mol NO3 trừ 0,6 với số mol H cộng là 0,3. Thế thì mình nhìn này mình biết ngay H cộng hết 0,3. NO3 trừ dư 0,3 chia 4 0,075. Và số mol E trao đổi đây là 0,3 nhân 3 chia 4 là 0,9 chia 4 0,225. Đây số mol E trao đổi là 0,225 đầu tiên. Tiếp theo này, phản ứng số 2 là đồng hai cộng, H cộng hết rồi thế nên lúc này đồng hai cộng mới cộng với lại sắt để tạo thành, hay nói khác là đồng hai cộng nhận 2E để tạo thành đồng. Số mol đồng là 0,05. Thì đây là bằng 0,05 nhân 2 bằng 0,1. Vậy mình có số mol E trao đổi bằng 0,225 cộng 0,1 bằng 0,325. Được chưa? Và từ đó mình tìm ra được số mol Fe phản ứng. Do sắt về sắt dương 2 nên sẽ bằng là 0,325 chia 2. 0,325 chia 2 bằng 0,1625. Ok chưa cả nhà? Và 0,1625 thì mình nhân với lại 56. 9,1 ra. 9,1. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok. Thế là chúng ta cân xong 40 câu của đề đầu tiên cho buổi học ngày hôm nay. Và buổi học hôm sau là ngày kia đấy. Bài tập về nhà của các em đó là phải giải cho thầy đề số 14. Đây. Giải thầy đề số 14 nhá. Đề số 14 là đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, mã đề 204. Tí nữa thầy sẽ up lên cho chúng ta cái đề, thấy chưa? À, bye bye. Hẹn gặp lại các em vào ngày thứ năm đúng 3 giờ nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.